Thì trước đây chúng tôi cũng mua một cái ghế massage của hiệu của Trung Quốc, nhưng mà thực ra thì chỉ được những cái thời gian đầu thôi. Thế về sau này máy móc thì dĩ nhiên là trở ngại, mỗi lần gọi người đến sửa rất là khó khăn. Sau khi thời gian guarantee hết rồi, thay hết khoát nọ khoát kia tốn rất tốn nhiều tiền, bà xã tôi bà cũng chán, bà ấy cho luôn cái cậu đến sửa ghế. Nhưng mà đột nhiên thì coi trên tivi thấy quảng cáo là cái hãng Luraco này ở Mỹ này, và chúng tôi quyết định mua. Thì mỗi khi mà chúng tôi cần chỉnh một cái gì gọi hãng ở đây thì họ cho người đến ngay. Như vậy họ làm việc rất là có uy tín và trách nhiệm. Đó, cho nên từ cái lý do đó mà tôi recommend với lại đồng bào nên mua cái ghế massage này của hãng Luraco.